Thời gian qua, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng đầu tư thiết bị hiện đại và đổi mới quy trình kiểm định, nên chất lượng kiểm định đáp ứng được các quy định theo chuẩn hiện hành. Với việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2008, tại các bộ phận kiểm định, hầu hết được lắp đặt giám sát camera, đồng bộ hóa, kết nối toàn diện các phòng chức năng kiểm tra và kết nối trực tiếp với Cục Đăng kiểm Việt Nam, giám sát và theo dõi công tác đăng kiểm tại Lâm Đồng. Lập trang web để các chủ phương tiện đăng ký thời gian kiểm định trước, tạo thuận lợi cho khách hàng. Những giải pháp này góp phần đảm bảo thời gian, nâng cao chất lượng công tác kiểm định. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng tiến hành kiểm định cho trên 35.300 lượt phương tiện vận tải các loại, đạt 50,4% kế hoạch, trong đó có trên 2.800 lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn đăng kiểm. Trung tâm cũng tổ chức kiểm tra thường xuyên đối với các bộ phận kỹ thuật, thông qua đó thắt chặt công tác đăng kiểm. Các phương tiện không đạt các tiêu chuẩn đã quy định, bắt buộc phải sửa chữa, đảm bảo lưu hành an toàn. Lúc đó, Trung tâm mới cấp giấy chứng nhận.